Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm clip này á để mình review về hai chai nước hoa của nhà Giorgio Armani, là chai Acqua di Gio, cái original của nó năm 1996, với lại Acqua di Gio Profumo. Thì á, mình sẽ bỏ qua cái phần nói về các nốt của chai này, tại vì các bạn đã quá quen thuộc với hai chai này rồi. Mình chỉ so sánh giữa hai chai thì giống như mình so sánh là ưu điểm với lại nhược điểm của hai chai khác nhau. Thì trước hết mình xin nói về chai Acqua di Gio năm 1996 á, là mở màn của chai này á, vô là các bạn nghe mùi rất là tươi mát của các bạn nghe một cái là các bạn có thể hình dung ra được nó là mùa hè rồi. Cho nên á, chai Acqua di Gio năm 1996 á lúc nào cũng nằm trong top 10 chai nước hoa là dành cho mùa hè đó. Thì rất là phổ biến, ai cũng biết hết đó. Còn chai Acqua di Gio Profumo á, năm 2015 thì á, khoảng 19 năm sau á, thì chai Profumo màu đen mới ra đời. Thì mình có hai cái sample là chai cái cô của bán có ghi là Armani Black là cái chai Profumo, cái này là Armani White là cái chai Acqua di Gio năm 1996 thì ghi cho ngắn gọn vậy mà. Thì á, sau khi mình xài thử hồi hôm qua á, thì mình thấy á, mình nghiêng về chai Acqua di Gio năm 1996 hơn là chai Acqua di Gio Profumo 2015. Đơn giản á là hiện tại đang là mùa hè, thì á cái chai Profumo nó đậm tính quá đi, nó có giống như là nó không có gen giống như chai năm 1996, nhưng mà nó có một cái độ sâu, nó có một cái độ đậm trầm ấm hơn. Thì mình nghĩ đó là do cái nốt nhang của nó đó, cho nên á mình thấy nó xài cho mùa hè cũng ok. Nhưng mà nếu mà các bạn ngửi hai chai, các bạn cảm giác rất là mát, rất là giống như là mùa hè đã tới rồi, từ cái chai năm Acqua di Gio 1996. Còn cái chai Acqua di Gio Profumo 2015 á, thì các bạn không có cảm giác, nghe nó giống, nó có mùi giống Acqua di Gio 1996, nhưng mà các bạn không có cảm giác là đang mùa hè. Cho nên nó cái chai Profumo người ta nói xài quanh năm, có nghĩa xuân hạ thu đông, trời nóng trời lạnh xài được hết. Còn Acqua di Gio 1996 chỉ xài được cho mùa nóng thôi. Đó. Thì đó là điểm khác nhau của hai chai. Rồi đối với mình á, thì mình nghiêng về chai Acqua di Gio 1996 hơn. Tại nó là một biểu tượng, nó là coi như là một lịch sử rồi. Đối với mình đó là cái chai Acqua di Gio 1996 cũng là chai nước hoa đầu tiên luôn á. Là chai nước hoa đầu tiên trong đời mình xài luôn á. Thì cho nên mình có cảm xúc rất là mạnh với nó. Nó giống như là một người bạn, bữa nay mình ngửi lại thì giống như là ký ức những cái kỷ niệm hồi xưa á, thời xưa lúc mà mình còn học trường trung học á, nó ùa về. Thì hiện tại mình không có mua chai này, thì hôm qua mình xin sample để mình review so sánh giữa hai chai cho các bạn có thêm một nhiều ý kiến để các bạn tham khảo thôi. Chứ mình sẽ không mua nó, tại vì hiện tại giờ có rất là nhiều mùi giống như cái chai Acqua di Gio này, cho nên mình xài thì mình sẽ không thấy nó hay nữa. Thì nhưng mà đối với mình nó là coi như là một tượng đài không bao giờ sụp đổ được hết á. Nó Giorgio Armani bán chai Acqua di Gio năm 1996 là bán chạy nhất trong lịch sử của Giorgio Armani, theo như mình nghĩ là như vậy á. Tại vì bây giờ các bạn vô website nào á thì các bạn cũng thấy Acqua di Gio là coi như là cái best seller của cái shop đó là giống như là giống như phụ nữ rất là thích cái mùi Acqua di Gio. Tại vì giống như từ trước tới giờ bạn trai hay là chồng của họ xài cái mùi này họ quen rồi, cho nên á, giống như từ lúc mà cái chai Acqua di Gio Profumo 2015 ra đó, họ ngửi thì nó quen vậy thôi, nhưng mà họ không có tạo họ được cảm giác thân thuộc, thân quen giống như cái chai original của nó là năm 1996.
Đó là lý do là mình nghĩ là đó cũng là một lý do tại sao cái chai 1996 nó bán chạy hơn cái chai 215. Thì nhiều người trên mạng review là họ nói là chai Profumo là sexy, quyến rũ này nọ đồ. Thì theo như mình cảm nghĩ là cái đó là tùy tùy khẩu vị, tùy mọi giống như cảm giác của mỗi người thôi. Nhưng mà đối với mình là chai Acqua 1996 lúc nào cũng đứng coi như là đứng trong top 5 những chai mà nước hoa dành cho mùa hè. Xin lỗi Profumo, chai Profumo cũng hay, nhưng mà tại vì giống như mình lúc nào cũng tôn trọng cái original của nó, những cái sau này nó làm vậy thôi, nhưng mà không bao giờ đánh bại được cái original của nó đó. Có một số trường hợp có thể đánh bại, nhưng mà điển hình như chai đối đối với riêng á cái Acqua thì 1996 đối với mình á lúc nào cũng hơn cái 215 đó. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về hai chai này. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn vào clip sau. Nhân tiện mình xin nói là mình kia kiếm cái One Million mà Reve á, cái chai mà nó đen á thì không có, chỉ có cái chai này thôi. Xin lỗi bạn nào mà yêu cầu cái Reve á thì mình không có cái chai đó. Xịt xem xịt thử thì mình xịt rồi, nhưng mà người ta không có sample, cho nên mình chưa có thể nào review được. Thì chuẩn bị á, mình tính review chai này nè. Maison Francis Kirchen của nhà MFK là cái chai Baccarat Rouge 540 của hiệu Maison Francis Kirchen đó. Thì cái chai này các bạn thơm dai lắm các bạn ơi. Để mình nói sơ qua đó là cái chai Baccarat Rouge 540 này á, mình xịt hôm bữa ngày thứ tư là lúc 3 giờ chiều. Thì á lúc 7 giờ tối mình đi về nhà, mình vô mình chiên cá, xong xuôi hết cái mình đi rửa tay, rửa xà bông, xong xuôi á gà ngửi vẫn còn dính mùi. Sau đó đó 9 giờ tối mình đi tắm, tắm xong á chà xà bông này nọ xong gà ngửi cái tay vẫn còn dính mùi Baccarat Rouge 540 này, xong cái mình đi ngủ, sáng hôm sau ngửi vẫn còn dính mùi. Thì các bạn có thể nói đó, là cái chai này nó bám mùi kinh kinh khủng luôn. Nhưng mà không phải bám mùi cái kiểu mà bám mùi mà nồng nặc hay là khó chịu, mà bám mùi rất là quyến rũ, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái chai này nó dành cho unisex thì mình nghĩ mình sẽ không mua chai này, tại vì nó nghiêng về phía nữ tính nhiều hơn là nam tính đó. Thì mình sẽ review cặn kẽ về chai này hơn, cái chai này rất là hay nha các bạn, nhưng mà nó không có phù hợp với mình thôi. Thì mình đã nói với các bạn là mặc dù có nhiều chai nước hoa hay, rất là lôi cuốn, rất là nổi tiếng, nhưng mà mình cũng phải coi coi nó có phù hợp với mình hay không mình mới mua. Thì đây là một chai mà rất là hay, nhưng mà mình nghĩ nó không phù hợp với mình. Đó, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau. Chào các bạn.